Hồi nè liếp á. Có này, chút xíu cái này nó chui lên này. Cắt cái này đi, coi nó chui lên, nó chui vô đây nữa. Có gì đang mua cặp bự cái này không? Mà ngón cái nè. Cá này. Cũng như mà nó bò lên rồi sao mình bắt nó được. Nó bò lên cái nó chui ra, mình theo nó vô không? Đó. Mất rồi, nhà hết pin rồi. Một lỗi thường có mấy con? Có một con, một hoặc hai con. Khi có được con cái á. Hồi nó kéo quyền ổ lên cái tự hết rồi. Trước quá nó vui đổ có một hai một và cả chục con nó lên á. Ít lỗ rồi này nó chạy nó xuống được. Đó là bắt với cơm bắt lần 100-200 con gì á. Món chưa lên rồi, nó lên rồi, nó lên ảnh lên rồi. Ăn cạp. Có dài. Trước má lên đây cũng ăn lần rồi. Bò cạo đó. Ủa, hồi này bự không? Bò cạp chúa. Ôi, con này có bà đây có bầu nè. Ờ, bò cạp cái. Chứ đâu có bò kia. Không, bên này có bầu. Bên này ở trên dưới còn con nữa. Trên dưới còn con nữa. Con này béo ghê luôn. Này có bầu. Con ăn nó tươi đẹp. Đợi anh hút vô luôn. Quay tiếp sự chuyện lần hai. Quay cảnh anh hút luôn. Một con vật đáng sợ, đen chùi chũi và đôi lúc khiến người ta rùng mình nghĩ tới những câu chuyện liên quan tới nọc độc và chết chóc. Đó là bò cạp. Với đôi sừng dương cong đầy thách thức, phần đuôi cong lên đôi lúc khiến bạn phải chùn bước, bò cạp lại là món ngon được ưa chuộng tại nhiều nước. Bò cạp khi được bắt về cho vào thau vài ngày cho sạch bụng, để nguyên con chế biến thành nhiều món khác nhau. Trong đó, bò cạp chiên giòn vừa thơm cho cảm giác giòn tan trong miệng lại vừa thử thách người ăn. Cái món bò cạp mình chiên giòn á là tại vì mình dùng muối tiêu chanh á là nó sẽ mặn mặn. Thứ nhất là có vị cay của tiêu và vị cay của ớt. Cho nên chấm cái món bò cạp nó bắt mắt hơn và nó ngon miệng hơn. Chia sẻ về sự cố sơ chế bò cạp, người làm cũng không ít lần bị bò cạp cắn. Tuy nhiên, những loài bò cạp mang nọc độc chết người chỉ có ở châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ. Còn bò cạp Việt Nam có độc tính không cao, nên nhiều người còn dùng nó để ngâm rượu uống, chữa chứng đau lưng, nhức mỏi, đau khớp mãn tính. Vết chích của bò cạp Việt Nam thường chỉ gây tê, sưng, hơi đau hoặc ngứa rát ở chỗ bị cắn. Dù thế nào, chúng ta cũng phải chắc chắn rằng bò cạp đã được làm sạch và không có độc. Trong thời gian chờ bò cạp ráo nước, người nấu có thể sắp sẵn lên dĩa rau thơm, lá cóc, cà chua, dưa leo cùng vài cọng ngò. Đợi chỉ lát nữa thôi, từng con bò cạp chiên giòn sẽ được sắp bày lên đây nhìn vô cùng bắt mắt. Bắc một chảo dầu lên bếp cho sôi, ta thả từng con bò cạp vào và đảo đều. Trong chốc lát, bò cạp chín bốc mùi thơm khó tả. Tay cầm đũa mà gắp từng con bò cạp từ trong chảo dầu sủi tăm những mỡ mà miệng lưỡi đã thòm thèm. Tự dưng khi ấy, mọi lo sợ, ái ngại ban đầu bay biến đi đâu cả. Nhìn những con bò cạp bóng bẩy được bày trên dĩa rau xanh dờn đã đủ hấp dẫn. Đưa con bò cạp ấy lên miệng, cắn một miếng, âm thanh nổ ra giòn rụm. Mùi thơm nức lên từ mũi, còn vị béo ngọt thì cứ lan tỏa khắp mặt lưỡi.